Tập 13, Lầu Bạch Môn, Lã Bố tuyệt mệnh. Sang năm 199, Tào Tháo đích thân tới trước thành Hạ Bì khuyên Lã Bố không nên theo Viên Thuật vì Thuật có tội phản nghịch, đồng thời dụ Lã Bố đầu hàng. Lã Bố kêu sẽ bàn bạc rồi trả lời sau, nhưng Trần Cung rút cung tên bắn Tào Tháo xém trúng đầu. Tào Tháo tức giận ra lệnh tấn công thành dữ dội, nhưng vẫn không hạ được thành Hạ Bì. Lã Bố hỏi sao Trần Cung lại oán ghét Tào Tháo đến thế. Trần Cung nói Tào Tháo là kẻ gian xảo, khuyên Lã Bố không nên hàng và hiến kế chia quân chống lại. Lã Bố sẽ mang một đạo quân ra ngoài thành lập trại giữ vững, tạo thành thế ỷ dốc với quân trong thành Hạ Bì, quân Tào đánh đâu thì hai bên cùng liên hợp chống lại. Không quá 10 ngày, Tào Tháo hết lương tất phải rút, bấy giờ đuổi đánh chỉ một trận là phá được Tào Tháo. Lã Bố nghe có lý, liền chuẩn bị đem quân ra thành, nhưng sau nghe lời vợ can không nên đi, lại thay đổi ý định không đi nữa, tiếp tục sai Hứa Dĩ, Vương Khải đi cầu cứu viện binh của Viên Thuật lần nữa. Viên Thuật do còn oán hận Lã Bố nhiều lần trở mặt với mình, liền ra điều kiện Lã Bố phải mang con gái tới Thọ Xuân theo lời hứa hôn trước đây thì mới phát binh. Lã Bố bèn lấy bông và áo giáp bọc cho con gái, đưa lên mình ngựa và nhân lúc đêm tối phá vòng vây đi đến chỗ Viên Thuật. Tuy nhiên, quân Tào ở ngoài thành Hạ Bì đã chủ trương siết chặt vòng vây, không cho Lã Bố vượt qua. Lã Bố lo cho sự an toàn của con mình nên quyết định quay lại thành cố thủ. Đúng lúc đó, thái thú Hà Nội là Trương Dương phát binh cứu Lã Bố nhưng lại bị thủ hạ là Dương Xú giết chết để hàng Tào Tháo. Phía bắc Tào Tháo còn mối lo Viên Thiệu, phía đông còn Lưu Biểu, Trương Tú. Sang năm 199, do quân Tào vây đánh nhiều tháng không hạ được thành Hạ Bì, bắt đầu mệt mỏi nên Tào Tháo muốn lui quân, nhưng Tuân Úc và Quách Gia khuyên nên đánh gấp. Tào Tháo theo kế của Quách Gia, sai quân khơi sông Nghi Thủy và sông Tứ Thủy đổ nước vào thành Hạ Bì. Thành ngập nước, Lã Bố nguy khốn phải lui dần vào trong, rồi rút lên cố thủ ở lầu Bạch Môn, thế cùng lực kiệt. Lã Bố quyết định bỏ rượu và ra quân lệnh ai uống rượu sẽ bị chém. Thủ hạ của Lã Bố là Hầu Thành bị phạt 50 trượng do vi phạm quân lệnh nên tỏ ra oán hận. Đêm đó Hầu Thành lén bắt trộm con ngựa xích thố của Lã Bố để hàng Tào Tháo. Tháng 2 năm 199, từ sáng sớm, quân Tào ra sức đánh thành, quân Lã Bố tử thương vô số. Đến giữa trưa khi quân Tào tạm nghỉ, thì trên mặt thành, quanh tường thành xác quân Lã Bố ngổn ngang, chồng chất lên nhau. Lã Bố mệt quá chống phương thiên họa kích ngủ đứng dựa vào cây cột. Hầu Thành và vài tên lính lấy dây lén trói Lã Bố vào cột và hô lớn với Tào Tháo là đã bắt được Lã Bố. Sau đó, Hầu Thành mở cửa cho quân Tào Tháo và Lưu Bị vào thành. Lã Bố bị trói giải đến trình diện Tào Tháo. Tào Tháo sai chém đầu Cao Thuận. Trần Cung cũng bị giải đến. Tào Tháo hỏi tại sao lại bỏ Tháo mà theo Lã Bố. Trần Cung nói Lã Bố vô mưu nhưng không xảo trá như Tào Tháo, chỉ hận Lã Bố không chịu nghe nên mới có kết cục thế này. Nói rồi tự đi chịu chết mà không chịu hàng. Tào Tháo tuy giận Trần Cung nhưng lại không quên ơn xưa kia, liền sai đưa mẹ già và vợ con Trần Cung về Hứa Đô phụng dưỡng. Lã Bố muốn xin Tào Tháo cho mình đầu hàng, Tào Tháo phân vân nên hỏi lại Lưu Bị. Nhưng Lưu Bị khuyên Tào Tháo nên giết đi vì Lã Bố là người vong ân bội nghĩa, từng trở mặt giết Đinh Nguyên và Đồng Trác. Tào Tháo nghe theo, liền sai quân sĩ mang Lã Bố xuống lầu treo cổ, rồi chặt đầu đem bêu. Năm ấy Lã Bố khoảng 40 tuổi. Tướng của Lã Bố là Trương Liêu đến gặp Tào Tháo khẳng khái nói, tiếc là trước kia ở Bộc Dương không giết được Tào Tháo. Tào Tháo nổi giận định giết, nhưng Lưu Bị và Quan Vũ cản lại, nói Trương Liêu là người trung nghĩa, xin lấy tính mệnh đảm bảo. Tào Tháo cười nói chỉ đùa thôi và tha chết cho Trương Liêu. Cuối cùng, Tào Tháo cũng đã trừ bỏ được Lã Bố, lại thu hàng đại tướng Trương Liêu. Nhờ vậy, thế lực càng lớn, uy danh càng cao. Muốn biết chuyện này diễn biến tiếp theo thế nào, xin xem tập sau sẽ rõ.